Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ tới các bạn một video có chủ đề về thế giới tâm linh. Bùa mưu quỷ là gì mà ai cũng phải dùng mình vì sợ hãi? Không phải ai cũng biết bùa mưu quỷ là gì, khi ngày nay có khá nhiều loại bùa đáng sợ khác nhau đang được nhiều quốc gia dùng đến như ngải, thiên linh cái, kumathông, vân vân. Bí ẩn ma mị về loài mèo. Dù ở phương Đông hay phương Tây, loài mèo luôn được coi là một sinh vật tâm linh đứng giữa hai thế giới, cõi âm và cõi dương. Thậm chí một số nước phương Tây cũng xem mèo đen là con vật nguy hiểm, từng con đã thảm sát mèo đen hàng loạt vì những niềm tin ma thuật này. Trong các tài liệu thời Trung Cổ của các nhà phù thủy, nếu giết mèo đen, lấy tim nó trộn cùng với tổ yến và nấu lên, tạo một hỗn hợp ma thuật cực kỳ mạnh mẽ. Nói một cách khác là trước khi chôn con mèo hay nhét một hạt đậu vào tim nó, như vậy khi cây đậu mọc nảy mầm sẽ mang sức mạnh tà thuật rất lớn. Những phù thủy nổi tiếng đều sử dụng mèo làm linh thú, cũng vì lý do này mà công giáo cho rằng mèo là một loại động vật của quỷ dữ. Có thể thấy, dù bất cứ nền văn hóa nào trên thế giới, mèo vẫn là con vật linh thiêng. Nó được sử dụng để tạo những loại bùa phép nguy hiểm, chẳng hạn như mưu quỷ hay còn gọi là ma mèo. 2. Bùa mưu quỷ là gì? Việc dùng ngải, thiên linh cái, kumathông khá phổ biến, nhưng ít ai biết về một loại bùa cũng rất đáng sợ, đó là bùa mưu quỷ. Vậy bùa mưu quỷ là gì? Đó là loại bùa mà các phù thủy cổ đại làm từ xác của chúng mèo già được lựa chọn. Họ nuôi và giết nhằm mục đích yểm những thứ tà thuật lên đó để giúp những linh hồn ác quỷ có thể trú ngụ trên cơ thể những con mèo đã chết. Từ đó có thể sử dụng những con mèo này như một loại bùa ngải để đi hại người. Được biết đây là loại bùa chú vô cùng đáng sợ. Khi một ai đó bị yểm mưu quỷ, ban đầu tứ chi sẽ đau nhức rồi từ từ lan tới cơ thể và cuối cùng trái tim sẽ bị đau đớn quằn quại như bị hàng ngàn kim châm chích vào. Lúc này có nghĩa là mưu quỷ đang nuốt chửng cơ quan nội tạng của họ. Người đó sẽ nôn ra máu và nhanh chóng chết sớm. Ngoài ra bên cạnh nỗi đau về thể xác thì người bị yểm cũng phải chịu những đả kích về tinh thần vô cùng lớn. Họ sẽ trải qua những thứ gì đáng sợ vì những nỗi lo sợ vô hình, ăn không ngon, ngủ không yên, rồi từ từ héo mòn mà chết. Hai lớn, nguồn gốc và mục đích sử dụng của bùa mưu quỷ. Một, về nguồn gốc. Thứ tà thuật đáng sợ này được sử dụng rộng rãi ở thời đại phong kiến Trung Quốc, đặc biệt là vào thời kỳ nhà Tùy. Theo đó, độc cô hoàng hậu đã sử dụng qua loại bùa ngải này. Về sau, vì quá nhiều vấn đề lớn phát sinh do sử dụng mưu quỷ, nên triều đình nhà Tùy đã ban bố lệnh nghiêm cấm sử dụng thứ tà thuật vô nhân tính này. Những ai còn bàn tán, truyền bá hay sử dụng mưu quỷ, nếu bị phát hiện đều sẽ bị đưa đi lưu đày ở biên cương. Vì vậy mà đến nay còn rất ít người biết đến thứ bùa ngải này. 2. Mục đích sử dụng. Những người thù hằn nhau dùng để trả thù, nguyên rủa đối thủ cho đến chết. Mục đích chính của loài bùa này là khả năng cầu tiền tài, danh vọng và phú quý cho những người yểm thứ bùa này. Tuy nhiên, để cầu được tiền tài và phú quý thì phải đánh đổi lấy mạng sống của một người nào đó. Có tiền tài như yểm bùa mong muốn. Nếu thuật yểm thành công thì tiền tài, địa vị, danh vọng của người bị yểm sẽ được chuyển sang cho người yểm theo một cách huyền bí nào đó. 3. Cách giải bùa. Muốn giải bùa với quỷ thì phải đưa đến sớm, còn không thì thầy phù thủy giỏi cũng phải bó tay vì khi chúng lăn sâu vào lục phủ ngũ tạng thì không có cách gì. Chỉ có những thầy pháp thuật cao mới có thể chữa trị. Họ dùng hỗn hợp cam thảo dây hay cây tương tư, cây thảo dầu, một loại quả bá đậu và một ít chu sa kết hợp cùng một số thuật pháp để thi giải đến người bị yểm. Bùa mưu quỷ có nguồn gốc từ Trung Quốc, dù nay không phổ biến nhưng vẫn còn có người tin, người không tin tùy theo mức độ nhận thức của mỗi người. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận đó là một phần của văn hóa Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.